Anh chàng xã hội đen là một người cao 2 mét, anh ta muốn xử lý tất cả các đại ca ở vùng Chiba. Anh ta có sức chiến đấu rất ghê gớm, đặc biệt là cánh tay phải, nó còn ghê gớm hơn cả dao kiếm. Trước giờ chưa có ai ép được hắn dùng tay phải đánh người. Lúc này Michihashi và Ito phải đối mặt với một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Cụ thể như thế nào hãy cùng cuồng phim xem hết nhé. Imai và Tanigawa bị 20 tên côn đồ bao vây. Imai mới nhìn đã thấy có gì đó không đúng. Những người này không phải là học sinh cá biệt cấp 3, mà là những tên giang hồ thực sự. Người cầm đầu đám côn đồ nói, bọn tao muốn xử lý tất cả những người lần trước tấn công Akeiser. Cuộc chiến lập tức nổ ra, Imai mỗi cú đấm hạ gục một người, sau đó lại dùng hết sức nâng một người lên quật xuống. Imai bị đá trúng nhưng không làm sao cả, anh bắt lấy một tên côn đồ ném ra ngoài, xô ngã liên tiếp vài tên. Imai không hổ danh là đại ca trưởng Beni, 20 tên côn đồ đối với anh chưa là gì cả, thậm chí Imai còn không bị thương. Imai và Tanigawa đang chuẩn bị rời đi, lúc này lại có người gọi họ lại, một người cao chừng 2 mét bước ra. Anh ta là đại ca của nhóm rồng bạc, cuộc chiến vô cùng đơn giản, Imai không thể nào đánh trả được, lập tức bị đánh bại. Imai bị gãy xương, trước lúc ngất còn nhớ đến người anh em tốt là Michihashi và Ito. Anh được Tanigawa đưa đến bệnh viện, sau đó đi tìm Michihashi và Ito nhờ hai người họ báo thù cho Imai, còn đưa cho họ số tiền là 10.000 yên. Michihashi lập tức nhận lấy tiền, Riko và Ito thấy thế trách mắng Michihashi không nên làm vậy. Michihashi vô cùng thông minh, anh dùng 1.000 yên mua một quả dưa gang đến bệnh viện thăm Imai. Không ngờ Imai nằm trên giường bệnh không thể động đậy, anh bị băng bó khắp người. Sắc mặt của Michihashi và Ito lập tức thay đổi, họ nhất định phải báo thù cho Imai. Tối đến, đám người xã hội đen này lại tập hợp mười mấy tên giang hồ lợi hại hơn mai phục Ito. Với tính cách của Ito chắc chắn sẽ đấu tay đôi với chúng, nhóm người này còn phối hợp với nhau, có người ôm lấy Ito khống chế anh, người còn lại đánh anh. Rất nhanh Ito đã bị thương nhưng Ito lại là kiểu càng ăn đòn càng mạnh, không lâu sau mấy chục tên côn đồ bị đánh nằm lăn ra đất. Lúc này Sagara của Akeiser và đại ca nhóm rồng bạc xuất hiện. Hóa ra trước đây Sagara bị Michihashi đánh bại nên bị đuổi khỏi trường Akeiser, vậy nên anh ta đã nhờ đại ca của nhóm rồng bạc, nói anh ta xử lý hết đám Nanzo đã làm loạn ở trường mình, mà đại ca này cũng có ân oán với Michihashi và Ito. Ở tập 1, Michihashi đã đổ hết mai thúy của bọn chúng đi, khiến đại ca bị tổn thất nặng nề. Cuộc chiến bắt đầu, Ito xông lên bị đại ca nhóm rồng bạc một quyền đánh ngã. Ito lại xông lên, đại ca dùng tay trái vừa tấn công vừa phòng thủ, Ito không thể nào đánh trúng anh ta, sau đó Ito lại bị đánh ngã lăn ra đất. Đại ca cười nhạo Ito, tay phải của anh ta lợi hại hơn vậy mà anh ta vẫn chưa kịp dùng, chỉ dùng mỗi tay trái đã đánh bại được Ito rồi. Đại ca này đúng là người ghê gớm, lúc nổi điên lên đến người của mình cũng đánh, anh chửi cấp dưới mình đến học sinh cấp 3 cũng không đánh lại. Lúc này khi anh ta quay đầu lại, Ito tung một cú đấm ngay giữa mặt anh, nhưng đại ca nhóm rồng bạc vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ bị chảy máu mũi. Bao năm qua chưa từng bị thương, đại ca tức giận giơ chân đạp bay Ito, sau đó đi đến đánh thật mạnh vào người Ito. Lúc này cảnh sát đến, Ito mới thoát được một kiếp. Ito bị đưa đến bệnh viện, anh bị thương khắp người nhưng vẫn nhẹ hơn Imai. Michihashi thấy anh em của mình bị bắt nạt, anh vô cùng tức giận. Thầy chủ nhiệm dẫn theo các thầy cô trong trường bảo vệ Michihashi. Tối đó Michihashi dùng ống nhòm quan sát tình hình quân địch, sau đó lén đột nhập vào nhóm rồng bạc. Anh dùng keo dính dán vào đuôi kiếm của kẻ thù, anh còn thấy vài chục khẩu súng ở dưới ngăn bàn, xem ra bọn xã hội đen thực sự có súng. Lúc này người của nhóm xã hội đen đến, Michihashi bị bắt quả tang. Michihashi mặt không đổi sắc rút vũ khí ra đánh nhau với đám côn đồ, và lúc anh cầm kiếm đánh nhau vô cùng hăng hái thì đại ca của nhóm bước vào. Michihashi xông lên muốn đánh đại ca của nhóm, kết quả bị 7 người chĩa súng vào người. Michihashi nghi ngờ đó là súng giả, đại ca nhóm rồng bạc liền nổ súng bắn vào cái gối ở bên cạnh. Nòng súng nhắm thẳng đầu của Michihashi, đại ca bóp cò may mà trong đó đã hết đạn, Michihashi sợ hết hồn. Do nhóm rồng bạc mấy ngày nay đang bị cảnh sát theo dõi, nên họ đành thả Michihashi về. Hôm sau, Ito mình đầy thương tích xuất viện, anh đột nhiên thấy Michihashi nhuộm tóc đen. Michihashi tuyên bố kể từ ngày hôm nay anh không làm học sinh cá biệt nữa, anh muốn cố gắng học tập để thi đại học. Ito cho rằng Michihashi là thằng nhát gan, mày là lưu manh kiểu méo gì vậy? Ito muốn nghỉ chơi với Michihashi, mấy ngày sau đó Michihashi bắt đầu nghiêm túc học hành. Trên lớp nghiêm túc nghe giảng trả lời câu hỏi của giáo viên, lúc ở nhà anh chuyên tâm luyện đề. Bên phía nhóm rồng bạc, vì Michihashi đến đó phá phách nên những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra. Tháng này bọn họ đã có 3 người bị cướp, hơn nữa đều bị cướp mất súng. Sau khi Ito khỏi hẳn, anh một mình đến tính sổ nhóm rồng bạc. Trước khi đi vào bên trong, Michihashi gọi Ito lại, lúc này Ito vẫn đang còn giận, thấy thế Michihashi cởi tóc giả ra để lộ mái tóc màu vàng. Lúc này đại ca nhóm rồng bạc đang tức giận, vì lại có 2 tên đàn em bị cướp mất súng. Vừa quay đầu thì thấy Michihashi và Ito xuất hiện vô cùng hoành tráng. Michihashi mặc một bộ đồ vest màu trắng, Ito mặc vest kẻ, cả hai đều đeo kính râm. Michihashi nói với đại ca nhóm rồng bạc, người cướp của thuộc hạ hắn chính là mình. Hóa ra Michihashi không quên chuyện báo thù cho anh em. Ban ngày anh là một con mọt sách để không ai chú ý đến mình, tối đến anh chủ động làm suy yếu lực lượng của nhóm rồng bạc. Cuộc chiến bắt đầu, Michihashi nói tên đại ca dùng tay trái đánh thắng Ito, nên anh nói với anh ta mình cũng dùng tay trái để chiến đấu.
Michihashi đấm một cú thật mạnh bằng tay trái, kết quả bị đại ca bắt được, nhưng ngay sau đó Michihashi bắt đầu dùng tay phải tấn công. Đại ca nhóm rồng bạc ăn liên tiếp vài đấm vào mặt, ăn thêm vài cú lên gối, sau đó Michihashi nhảy lên dùng hai chân đá bay anh ta. Đại ca ngã lăn ra đất, Michihashi lại bổ thêm một cú đá xoáy 720 độ trên không. Hàng loạt động tác lưu loát nhanh gọn, sao bảo chỉ dùng tay trái thôi. Lúc này đại ca nhóm rồng bạc nổi điên lên, bắt đầu nghiêm túc đánh, hàng loạt chiêu thức tung ra đều bị Michihashi né được. Michihashi dùng cùi chỏ đánh trúng chân của đại ca, sau đó lại thêm một cú đá nữa đá anh ta ngã lăn quay. Đại ca không phục đứng dậy lại tung một cú đấm nữa, Michihashi né được, anh tung cú đá hậu rồi lại bồi thêm vài cước nữa. Sau đó đại ca bị một cú đá của Michihashi đá lăn ra đất, bị Michihashi đánh ngã nhiều lần như vậy, ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã nhận được ra rồi. Michihashi ngồi trên sofa rất có phong thái của một đại ca, Michihashi nói với đại ca nhóm rồng bạc, người anh em Ito của tao còn giỏi hơn tao, lần trước đánh với mày chỉ là đánh chơi thôi chưa dùng hết sức, cậu ấy là một người lương thiện. Lúc này đại ca nhóm rồng bạc rút súng ra đe dọa Michihashi và Ito mau chóng nhận thua, anh ta muốn lấy lại mặt mũi cho mình. Không ngờ, khi không chú ý anh ta bị Michihashi hắt thứ gì đó dính đầy người, anh ngửi thử hóa ra là dầu hỏa. Michihashi nói nếu như mày nổ súng chưa chắc đã bắn trúng tao, nhưng thuốc súng sẽ khiến cả người mày bốc cháy, có giỏi thì mày nổ súng đi. Đại ca không dám nổ súng, nói Michihashi hèn hạ, Michihashi nói trong tay mày có súng còn dám nói tao hèn hạ. Đại ca nhóm rồng bạc hết cách chỉ có thể ném súng đi, Michihashi nói anh sẽ đem số súng cướp được giao cho cảnh sát. Michihashi và Ito thắng lợi rời đi, đại ca ngã ra đất, lúc này Sagara đi vào nói. Cảm ơn mày đã xử lý Michihashi và Ito, bây giờ tao lại trở thành đại ca của Aeisa rồi, nhóm rồng bạc đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nói xong anh ném bật lửa vào người đại ca nhóm rồng bạc. Sagara bắt đầu kế hoạch báo thù thực sự của mình, thủ đoạn của hắn vô cùng độc ác. Hắn bắt cóc người thương của Michihashi là Riko và người thương của Ito là Kyoko rồi viết thư khiêu chiến Michihashi và Ito. Bắt buộc hai người họ phải đến một mình, không được phép dắt theo đàn em cũng không được phép mang vũ khí. Ito không bao giờ ngán những chuyện như thế này, trực tiếp xông vào nhà xưởng bỏ hoang. Kyoko bị trói, tên côn đồ cầm dao định rạch mặt Kyoko, hắn đe dọa khiến Ito không dám ra tay. Anh bị 5-6 người của Aeisa giữ lại, Ito bị đánh một trận ra trò, ở bên phòng kế bên Sagara đánh Michihashi còn thảm hơn. Michihashi không thể đứng dậy được nữa bị Sagara kéo đi, Sagara dùng còng tay còng Michihashi vào thanh sắt. Ở trước mặt Riko anh điên cuồng tát Michihashi, cái kiểu tát này mặc dù không tạo tổn thương về mặt thể xác nhiều, nhưng về mặt tinh thần thì không sao đếm nổi. Riko đau lòng hét lên, nhưng cô cũng không có cách nào khác. Sagara dùng thanh sắt đã hơi nóng đưa đến gần mặt của Riko, nếu mày không đến cản lại thì mặt người con gái của mày sẽ bị bỏng mất. Michihashi vô cùng tức giận, anh nói với Sagara có giỏi thì dùng thực lực, mày chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn sao, đồ con rán thối tha. Sagara bị mắng, anh đi đến vừa đánh vừa chửi Michihashi, hóa ra Sagara ganh tị với Michihashi mỗi ngày mang cái dáng vẻ ngốc nghếch, nhưng lại giỏi hơn bất cứ ai. Sagara muốn dùng thanh sắt làm bỏng mặt Riko, Riko sợ hãi lui về phía sau. Đúng vào lúc này Michihashi đứng dậy, ôi trời, Michihashi vì để cởi còng tay đã rách mất một miếng thịt lớn. Michihashi đi đến bảo vệ Riko, Sagara dùng gậy sắt đánh thật mạnh vào người Michihashi, một cái, hai cái, ba cái rồi 10 cái. Cho dù Michihashi xương cứng như uống pha mi cũng không thể chịu đánh mãi như thế được. Riko khóc, chàng trai ở trước mặt cô vậy mà dùng cơ thể mình để bảo vệ cho cô. Nhưng Michihashi vẫn cố nhịn nói với Riko, cố gắng thêm chút nữa chắc chắn cậu ấy sẽ đến. Sagara thấy Michihashi không chịu nhận thua nên đánh càng hăng hơn. Đúng vào lúc này, Sagara bị đánh bay, anh ta bị té cắm đầu, quay đầu lại nhìn là Ito đánh anh, không phải Ito đang bị đánh ở phòng bên sao. Hóa ra, Michihashi và Ito tay không đến đây hoàn toàn không có cơ hội thắng, vậy nên họ đã nói với đại ca cũ của Aeisa là Satoshi. Satoshi đi đến nhà kho bỏ hoang nhìn thấy Kyoko bị trói còn đàn em thì đánh Ito, Satoshi lập tức hiểu ra hét lớn. Này, mang một đứa con gái ra làm lá chắn không phải cách làm của Aeisa, bọn mày vứt hết kiêu hãnh của Aeisa đi rồi hả? Satoshi xông lên hét lớn, sau đó lao vào nhóm côn đồ Aeisa tẩn cho chúng một trận, với thực lực của Satoshi không ai chống đỡ nổi. Cứ như vậy Satoshi cứu Ito, Ito xông qua cứu Michihashi, lúc này Ito đang bị thương đánh tay đôi với Sagara. Sagara quá yếu bị Ito quật một cái ngất ngay tại chỗ, bốn người đi ra khỏi nhà kho. Lúc này người anh em tốt Imai chống nạn đi đến còn nói muốn giúp hai người, ba người này đúng là anh em hoạn nạn có nhau. Satoshi đến tìm Sagara, anh không trách Sagara, Satoshi đề nghị đưa Sagara đến một nơi xa xôi làm việc. Dù sao họ cũng sắp tốt nghiệp cấp 3, đừng cố chấp với địa vị giang hồ, tranh đoạt vị trí đại ca không có ý nghĩa gì hết. Cuối cùng Sagara cũng nghĩ thông, hai người quyết định rút khỏi giang hồ. Hai tuần sau, Michihashi và Ito không có gì làm, nằm trên sân thượng phơi nắng, bọn họ đã thực sự trở thành người mạnh nhất Chiba. Nhưng những người thách đấu vẫn cứ đến nườm nượp, lúc này đại ca mới của Aeisa là Katori muốn thách đấu với bọn họ. Một bên khác, trường cấp 3 Hokken A kế bên dẫn đầu là hai côn đồ có năng lực phi phàm, chuẩn bị khiêu chiến với các trường ở vùng Chiba. Một trận đại chiến lại sắp sửa nổ ra, tập phim hôm nay đến đây là hết. Tập ngày hôm nay là cặp bài trùng tập 10 và cũng là tập cuối. Phần sau sẽ là cặp bài trùng bản điện ảnh.
Đại ca của trường Hawk Eun-ae là Janagi và Otech, hai người họ muốn đến Chiba xưng bá. Bọn họ mang theo vài trăm người đến chiếm lấy trường Akeiser. Người tên Janagi biết Phi Giao, thủ đoạn hèn hạ hơn cả Sagara. Otech là một người đô con, thực lực vô cùng mạnh. Michihashi và Ito sẽ cùng Sagara và Satoshi liên thủ, đối phó với hai kẻ đó như thế nào? Các bạn nhớ đón xem nhé!